kẹo. Cái này là kẹo hương chanh dây nha cả nhà. Thì nó để mình bóc vỏ được nè. Nhưng mà kẹo này không biết là bóc vỏ được không nha. Vỏ này nó khá là dày á. Phía bên trong thì nó có chanh dây nè cả nhà. Cái mùi chanh dây nó khá là thơm luôn cả nhà ơi. Phía bên trong chanh dây. Review kẹo Albenlibe Jelly. Wow. Phía bên trong nó có những hình con vật đó cả nhà. Cái này là sao biển này. Rùa. Cá. Kẹo này hương trái cây á, ăn rất là thơm ngon nha. Review kẹo dẻo xoài. Wow. Khá là thơm mùi xoài luôn. Kẹo này không có bóc vỏ được cả nhà ơi. Đây là cả nhà. Bóc vỏ đây.